có gì không tốt mà anh đối xử với em như vậy? Em ở nhà ngày ngày chăm sóc mẹ của anh mà anh nỡ cắm sừng em à? Anh nói đi. Em nói năng lực tinh cái gì vậy? Anh làm gì mà cắm sừng em? Đây anh xem đi. Bằng chứng rõ ràng ra đấy anh còn chối cãi hả? Không phải như em nghĩ đâu. Em bình tĩnh lại nghe anh giải thích nè. Tất cả là do cô ta gài anh. Anh thật sự không biết gì hết á. Em phải tin anh. Anh bảo em tin anh. Bằng chứng rõ rành rành như này em tin anh kiểu gì? Mẹ ơi, mẹ giúp con với mẹ. Con thật sự không biết chuyện gì hết á. Là do cô ta gài con. Mẹ là mẹ của con. Mẹ giúp con nha mẹ. Anh xin em đó. Em cho anh thời gian đi. Anh sẽ chứng minh cho em thấy là anh trong sạch. Anh không phản bội em. Hình ảnh rõ ràng như thế anh còn muốn nói gì nữa? Ly hôn đi. Em con với cô đó không có cái gì. Tại sao cô đó dằn cảnh gài bẫy con? Con thật sự không biết chuyện này. Mẹ nhắc cho con nhớ, cái lúc mà con đòi cưới con Mai, con nằng nặc 1-2 cho bằng được. Bây giờ con cưới được rồi, con phải biết quý trọng nó chứ. Đằng này con coi nó như món đồ chơi vậy đó. Cần á thì con đem về con dùng, không cần thì con giục đi. Nhưng mà mẹ là mẹ của con mà, đến mẹ cũng không tin con hả? Anh Hoa, em kêu anh đợi em một chút xíu cho anh không đợi. Là nó chạy lên mệt muốn xỉu vậy đó. Cô làm cái gì vậy hả? Tại sao cô bám tôi như đĩa vậy? Cô làm ơn buông tha cho tôi đi được không? Buông tha thế nào được? Khó lắm em mới có cơ hội. Em không thể nào bỏ lỡ được. Cô điên hả? Tại sao cô dám làm ra chuyện này hả? Em theo đuổi anh nhiều năm như vậy, ai bảo anh không nắm lại tình cảm của em? Em chỉ còn cách chậm chú thuốc mê anh, đưa anh lên giường chụp hình cho vợ anh coi thôi. Bây giờ anh có nói gì vợ anh cũng không tin đâu. Anh cứu em đi. Cô bị điên rồi hả? Mẹ, con chào mẹ. Ai là mẹ của cô? Kìa mẹ, anh Hòa anh ngủ với con rồi. Bây giờ anh phải cưới con chứ mẹ. Cô nghe nè. Em theo đuổi anh nhiều năm như vậy, ai bảo anh không nắm lại tình cảm của em? Em chỉ còn cách chậm chú thuốc mê anh, đưa anh lên giường chụp hình cho vợ anh coi thôi. Cô á mà bám lấy con trai của tôi, hay là có những hành động tương tự như vậy nữa, thì lúc đó cái này là bằng chứng để tôi kiện cô. Còn bây giờ đi ra khỏi nhà tôi, đồ trà xanh. Mẹ à, con cảm ơn mẹ nha. Giờ em tin anh không có gì, nhưng gần mực thì đen, anh nên tránh xa những loại người này ra. Anh biết rồi mà vợ, cho anh xin lỗi em nha. Mai, con đi lấy chồng khác đi con. Mai à, tuy con là con dâu, nhưng mà ba má coi con như là con gái ruột vậy đó. Bây giờ con ưng ai, ba má đứng ra gãi con. Con làm gì vậy con? Con đứng dậy đi con. Dạ, thưa ba mẹ, con không lấy chồng nữa đâu ạ. Phận gái 12 bên nước, biết bến nào trong, sông nào đục. Con đã lầm lỡ một lần rồi, con không muốn lầm lỡ thêm một lần nữa. Lỗi á là ở ba mẹ không biết dạy con trai, nên á con á chịu thiệt thòi. Mà nhắc gì cái thằng đó nữa, thằng trời đánh đó, nhắc tới là phát bực rồi hả? Bỏ tay ra, mày dẫn ai về nhà vậy? Đây là Thảo Dương, bạn gái của con. Mày nói gì? Con có ít quà biểu ba mẹ. Ai là cha mẹ của cô? Chỉ có một cô Mai á, là dâu của tôi thôi.
Mày ăn dụng ở đâu rồi mày về? Mày dắt, dám dắt về để giới thiệu hả? Tao đánh cho mày chết. Dám. Tôi sẽ kiện ra tòa về cái tội cố tình gây thương tích đó. Kiện ra, tao cho mày kiện ra. Ba đừng đánh, anh ấy làm thật đấy. Ba già rồi, con không muốn ba phải hầu tòa đâu. Người thay lòng đổi dạ, con cũng không có cần đâu. Mày bước ra khỏi nhà tao. Mày bước cho đi một bước á, đập cho mày về vô. Đi anh, đợi ông bà đi đời hết thì mình về sau. Mai à, nếu mà con đã quyết định như vậy á thì ba má sẽ để con đứng trên giấy tờ nhà. Để sau này mà ba má có lỡ ra đi rồi á thì tụi nó về nó không đuổi được con. Dạ, con không. Ba má tin tưởng con.